thành đô nhà sẽ gật gờ. Xin anh đừng quên bến đò em con sông nhỏ chốn quê xưa em dò dò mong chờ. Xin đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà. Đối với Như Kim Chi á thì rất là khó lừa xương, mà con cái mẹ Vinh là chắc có lẽ gắn bó từ hồi lúc mà còn bé xíu cho đến 13 tuổi như thế này, nên thành thử là thích ăn cá mẹ Vinh chứ chưa có tiền để mà thưởng thức những cái món ngon khác cô bác. Chị dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Vị Thủy của tỉnh Hậu Giang, và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với Một Đồng cũng như Út Đồng Tháp đang lên đền trên một cái chiếc xuồng, chiếc bo mới vừa chạy ngang ở cô bác quý anh chị. Bùi Hồ cùng với các anh em sẽ quay trở lại đây để thăm rồi hoàn cảnh của bé Kim Chi, một cô bé 13 tuổi nhưng mà thân hình chỉ mới như lên 3. Và để hiểu rõ thêm về cuộc sống của ông bà nội của bé Kim Chi, thì Bùi Hồ cùng với ông bà nội sẽ đi ra cái nơi đám rau á, nơi mà ông bà nội hàng ngày hái rau để mà mỗi lần Kim Chi đi học á thì ông bà nội phải đều theo một vài bữa rau để bán để kiếm tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày, cũng như là cho bé Kim Chi đi học. Và hiểu thêm về cuộc sống đó thì mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ cũng như là cô chú đi ra ngoài đám rau ngoài kia ha. Cái xuồng bấp bênh quá. Và đi hôm nay thì cũng nhờ một sự hỗ trợ của một người để mà ba anh em có thể quay được những cái thước phim như thế này cô bác quý anh chị. Thấy gì chứ tình cảm ghê chưa. Bời bời tới nhanh đi xíu thôi. Cái chiếc xuồng này, cái chiếc xuồng bằng composite và bằng nhựa, đa số bằng nhựa hết, nên cái chiếc xuồng này nhẹ bơi nhưng mà cũng khá lắc lư. Không biết thì cuộc sống hàng ngày của cô chú như thế nào, nhưng mà mình thấy cái chiếc xuồng nó có tí tẹo à. Ủa cái chiếc xuồng này là cô chú mua nhiêu tiền? Vô rồi đó. Để tôi hỏi, không biết mua bao nhiêu đó không biết nữa. Dạ. Cái xuồng này không, chú hỏi anh mua nhiêu kìa. Cái chuồng này 2.4 triệu. 2.4 triệu. Là cái hồi tháng 2, tháng 3 đó, rồi cá lên nó dính quá trời luôn. Thả đâu trong vòng 20 ngày mà được 3 triệu mua chuồng 2.4 triệu. Nhưng mà ta thấy cái bo đồ nó chạy ngang thấy ghê, nguy hiểm quá vậy. Nó lắc lư gì đó. Mình ở đây Cái này là thằng Lê Gia nó nói tôi thấy cái cảnh bà bán từ từ. Bán rẻ. Tôi kia là bán cho bà là tôi bớt bà 300 ngàn, chứ đúng ra là 2.7 triệu. Hàng ngày là phải từ 1 giờ chiều là đã đi hái rau muống rồi hả cô? 1 giờ là đi hái rồi hả? 1 giờ mới đi. Dạ. 1 giờ đi hái và sáng, để đến 5 giờ tối. 5 giờ chiều thì sau đó là sáng ngày hôm sau chở bé Kim Chi đi học thì bà nội phải cột theo những cái bó rau muống cặp với cái sọt đó cô bác của anh chị. Sáng đó thì bơi nhanh đi chú. 20 đưa cháu đi học tới 11 giờ rưỡi về tới nhà. Không biết là anh Một Đồng với Út Đồng Tháp có thấy không, ở trên đó còn có cái lưới nữa kìa. Lưới là chú thả lưới á. Nước rong nước kém gì ở đây nè, rồi chú thả để kiếm cá trà Vinh. Thì cá mè Vinh. Cá mè Vinh. Bây giờ đó. Bé Kim Chi thì thích ăn cá mè Vinh. Bởi vì ông nội thì mỗi ngày đi thả cá mè Vinh về làm cho bé Kim Chi ăn. Thật ra thì hỏi bé Kim Chi, vừa hồ hỏi là con thích ăn cái gì. Thì Kim Chi nói là thích ăn cá mè Vinh. Tại vì ông nội với bà nội đâu có tiền để ăn ngon đâu, nên là nữ là cá mè Vinh là con cá mà dễ bắt được ở dưới cái dòng sông Sà No như thế này. Và khi mà xẻ xéo ra thì cá mè Vinh nó không có xương nữa. Tuy nhiên cá mè Vinh mà kho thì đối với Như Kim Chi á thì rất là khó lừa xương. Mà con cá mè Vinh là chắc có lẽ gắn bó từ hồi lúc mà còn bé xíu cho đến 13 tuổi như thế này, nên thành thử là thích ăn cá mè Vinh chứ chưa có tiền để mà thưởng thức những cái món ngon khác cô bác quý anh chị. Ở miền Tây mấy ngày nay thì mưa cũng khá là lớn và hiện tượng triều cường lên rất là nhiều, như là ở Cà Mau nè. Mấy ngày trước thì Bùi Hồ với anh Một Đồng đang có mặt ở Cà Mau thì triều cường lên ngập thành phố luôn, rồi Cần Thơ nữa.
Và cô bác anh chị thấy dòng sông này cũng khá là nhiều lục bình ha. Để kiếm được đồng tiền như ông nội bà nội của bé Kim Chi thì rất là vất vả. Tại vì một bó rau muống như thế này nè chỉ có 5.000 đồng thôi. Mà cô bác anh chị biết là 5.000 đồng đó hiện nay ở một số nơi ở miền Tây chưa uống được một ly cà phê trong vòng 15 phút. Nhưng mà để có 5.000 đồng thì phải bơi xuồng đi hái nè, rồi bó lại nè, rồi lặt ra nè, và thậm chí là đem ra ngoài chợ. Bơi đoạn đường sớm giờ anh thấy cũng xa đó. Đoạn đường mà từ nhà cho đến chỗ ông bà nội Kim Chi là 500m, có nghĩa là nửa cây số á. Chứ chưa ăn được không? Ngoài cái việc mà ông nội Kim Chi đi thả lưới một đồng, còn có thêm cái công việc mà đi đập trúm bắt lương á. Đập trúm kéo cuồng. Điều lo lắng nhất là ông bà nội càng ngày càng già với cái công việc mà phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên như thế này. Có nghĩa là còn rau muống rồi hoặc là cá như thế này, ngày nào mà mưa gió quá trời luôn là không có, coi như là không có thu nhập luôn á. Một ngày thu nhập chỉ 70-80 ngàn thôi chứ không có nhiều. Ô, dính vô cái cục lục bình này. Rồi lấy ra. Không gà. Anh Khải nè. À, đúng rồi. Hồi trước cầm cái dầm bơi tiếp ta đi trời. Ừ. Trời ơi, đó bơi hết nổi rồi. Ở trên bờ thì kêu em lái xe, xuống đây thì kêu em chèo xuồng. Trong cái cuộc sống mà ở vùng sông nước phải như vậy đó em. Phải buông dầm là cầm sào. À, mà vẫn không đủ tiền xài. Đây, quay lại đây cái cảnh miền Tây nhìn đẹp không? Đây là cái anh giăng lưới. Có không anh? Không anh ơi. Cái lưới mấy phần á? Năm phần rưỡi. Đâu gì cho em coi. Chiếc xuồng nhỏ xíu luôn kìa. Ở miền Tây á, người ta sẽ gọi là mùa nước nổi hay là nước lên hay là nước về, chứ không có gọi là mùa nước lũ. Lũ thì nó tràn một cách ào ạt và nó bất ngờ, thành thử người ta trở tay không kịp. Còn đối với người dân miền Tây á, đến tháng 9, tháng 10 á thì sẽ có là mùa nước nổi. Vì người dân ở đây họ sống hiền hòa theo con nước, tập quán của người dân sống theo con nước. Và nước lên thì sống với cái nghề đánh bắt cũng khá là quen rồi. Nên thành thử là vui, nước về vui lắm. Bây giờ bơi qua một cái con cống. Cống này nước chảy mạnh á. Nên thành thử phải bơi tiếp. Mấy anh mơ mút ít ăn này nghe chưa? Ăn nhiều nặng quá. Dạ. Thấy mấy anh em mà ghi hình đoạn nước phim như thế này, cực khổ như thế này nhớ, đừng quên cho một like ha. Chia sẻ để biết thêm về miền Tây. Xuống xuồng mà vẫn chưa bỏ dép được. Anh Đồng nói gì đây? Tới chưa? Tới chưa chú? Ôi trời ơi. Sao kiếm ra cộng ra muốn thôi mà khó như vậy? Khơm đầu xuống. Hai bên cái cảnh giờ mà quang cảnh giờ đẹp ha. Cảnh ở sông nước miền quê. Mệt quá. Ơi đẹp quá. Nó nhỏ cho cô bác anh chị nghe nè, hôm nay thì các anh em xuống đây á, mục đích là chia sẻ thước phim này, thứ hai là cũng được sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân á. Thì ngôi nhà của bà nội Kim Chi á cũng khá là sập sệ rồi. Mà cái ngôi nhà này á được ngày xưa á được các đồng đạo tặng bên hội thiện nguyện á. Thì bây giờ cũng hơn một chục năm nay rồi. Cắt bằng cây không à. Bây giờ Bùi Hồ đang nhận được sự hỗ trợ quý mạnh thường quân. Và để coi nhận được đến đâu thì sẽ sửa đến đó thôi cô bác của anh chị. Còn ngày mai này á thì anh Vũ sẽ xuống để mà đo đạc coi cái công trình đó, sửa cái phần mái nhà đổ luôn là bao nhiêu tiền. Mong là sẽ có một cái ngôi nhà ấm cúng cho bé Kim Chi cũng như cho ông bà nội, những người nông dân chân chất thật thà.
lâm lũ với ruộng đồng. Hiện giờ thì em nhận đủ cái phần mà để sửa chữa căn nhà cho bé Kim Chi kia. Trước mắt thì em nhận được khoảng mười mấy triệu rồi. Mà phần tôn này để hỏi có anh Vũ thì anh Vũ nói nó cũng không nhiều lắm đâu. Cũng mong rằng á, tại vì phần tôn chắc khoảng 40 triệu á, 30-40 triệu á. Để coi tính cái số liệu chính xác lại như thế nào ha. Thấy cũng thương lắm, không có đòi hỏi gì nhiều trơn á, bệnh mà không có tiền đi khám luôn. À bây tiếp thôi, bây giờ nó bự nè, hồi sớm giờ nó nhỏ đó. Sao chú bơi nhanh như vậy? Bơi đi chú, bơi đi. Đói rồi nè. Thì đầu bờ đây là trồng rau lan. Cái này là có cô trồng hả? Đây đó, còn rau muống. Rau muống hả, trong đó. Vậy là đây tới rồi đúng không? Tới rồi. Tới rồi. Đi cầu này đi. À, tấp vô bờ thôi. Tấp vô thôi mọi người ơi. Lái vô. Vườn, trong vườn đó thì nó trồng cây ăn trái hết trơn rồi. Mà người ta cho mình trồng là mình phải mần cỏ cho người ta sạch sẽ đàng hoàng. Ủa người ta khóa nhưng mà mới mượn chị. Cái này là vườn của người ta. Vườn của mình người ta. Trồng thì mình mần cỏ để mà kiếm tiền thêm, chứ không phải là đất cho nhà. Mình chiếc đặng mình vô mình xạ đây qua đây là nên ta trồng cây ăn trái hết trơn luôn nè. À vậy là con hiểu rồi. Dạ, chắc xình dép quá. Có nghĩa là cây lâu năm á là chủ đất trồng. Kể đi đại đi. Ví dụ như cây dừa nè. À, còn mấy cây rồi cái cây ăn trái đó là của người ta, còn này cà thì tôi trồng. Có nghĩa là mình cũng xin mình phép trồng, chủ đất cho mình biết cho nhẹ không có biết. Hôm qua mận khúc cỏ này mà tới tối luôn nè. Đang trồng nữa. Có nghĩa là cộng sinh với nhau á, một bên chừa đất trống cái đó không để làm gì. Tôi mới trồng rồi lên, đúng không? Ba bốn bữa trước. Đây cái đám rau đây từ đây qua tới vô tới trong đó luôn đó. Là ta muốn đó hả cô? Ừ. Đi đại qua đây đi, đám rau này nó hư rồi. Ôi gần hết rồi. Lỗ rồi, lỗ đám rau này rồi. Đây, mua nhiêu giống? Hả? Mua nhiêu giống? Cái này bịch này thì nó 80 ngàn. Đó, đây qua đây. Đây hồi đó không biết, không kinh nghiệm thử cái này cao, cái này thấp, cái nó chào khoèn xuống mưa quá. Khúc chổng nó tốt như gạch luôn. Em đi thẳng vô chổng đi. Rồi coi đi đi, coi đi. Rồi sẵn này tôi nhổ luôn. Nhổ luôn ha. Ừ, ngày mai ra chợ bán luôn đúng không? Đúng rồi. Cái ăn trái này là của người ta hết. Mình chỉ mần cỏ trồng đồ gãy thôi. Nhưng mà làm gì có cực lắm không? Hả? Làm gì có cực lắm không cô? Làm gì có cực lắm không? Thì mặn thì phải cực. Chứ sao giờ? Cái cảnh mà không có tiền mà người ta thì người ta tối ngày người ta đâu có ra đây người ta mặn, người ta mướn mặn không à. Mà người ta cho mình trồng vậy thì người ta bớt cái tiền mướn. Đúng rồi. Ấu ở ngoài đó là của cô hay của người ta? Cái nào? Ấu á. Ấu lẩu. Đó. Đâu có đâu, bèo không đó. Bèo. Bèo qua voi anh. Của người ta nuôi cá trong mương này luôn nè. Ủa sao con tự ta nuôi cá tay tượng với cái dồ. Bèo. Ấu nó. Bởi à. Cái này bí này thì của tôi. Mới trồng được nhiêu bí đây á. Sao mình không lấy lại mình bán? Có nghĩa là mình lấy đồ gãy của ta mình ra chợ mình bán á. Không có chỗ ngồi chú ơi. Chứ không có thời gian, nếu mà bán thì phải 3 giờ sáng mình phải đi ra ngoài mình bán suốt rồi đưa cháu đi học. Rồi đâu có cân đón cân được, 3 giờ sáng là xe nó xuống rồi. Dạ. Phải ở ngoài bán buổi sáng chứ chiều thì không có nữa. Ừ. Chiều thì người ta không có đi lại đi hư rồi. Này là cải này hư luôn ha. Cải hư luôn rồi. Rồi cải này mà giống như mầm cải anh. Đây. Nấm rau này tôi mới đi xạ đây nè. Ồ, rau muống. Trời ơi, ngon trời. Cái này đó. Mà nhúng lẩu là bá cháy luôn ha. Rồi, bây giờ để nhổ cái đám rau này chiều cho người ta 3kg. Ngày mai có đem đi bán không? À, ngày mai hả? Ngày mai người ta dặn lục bình với nhãn lồng không à. Rồi, có nhãn lồng chưa? Chưa, bữa nay nói... Đợi xuống đúng không? Không có đi hái nhãn lồng, cũng không hái lục bình.
Nhỏ ở sớm nó dặn 3 kg dừa nhãn lồng với lục bình. Rồi bây giờ Bùi Hồ xuống đây gì đợi Bùi Hồ đi thăm cái cảnh này á. Mà bây giờ không có lục bình này cô bác anh chị thông cảm nha. Ừ con đó nó cũng coi YouTube dữ lắm à, nó nói trời ơi tưởng ai hai bà cháu bà lên giữ không, con nhỏ nó mua dưa leo bán thương nhỏ tiếp đây bắt đẳng nhổ lợi chơi mà dành. À, nó mua dưa leo à, là tôi bán 2 kg 15 là nó trả 2 kg nó trả 20 luôn. Dạ. Yeah. Tại sao mình không có cắt để mình ăn nhiều đợt mà mình nhổ trội vậy cô? Tại biết là cái đợt này rau này nó hút thành thử xạ gì không á, cắt á thì nó lên già lắm. Đúng rồi. Nó cứng người ta chê. Này ăn một lần là bỏ luôn. Dạ, xạ cái hộp rồi quận 1 hả. Thì được trứng sau lên là phải cho cá ăn rồi chứ người ta chê lắm. Rau muống này gọi là rau muống tàu hay gì nè. Ừ. Cho nên đó. Rau muống đậm rau muống thì mình này... có thể mình ngắt ngang anh đem bán được, còn rau muống này mà ngắt ngang đem bán ta không mua. Nó không mua. Nó phải có dễ người ta mới mua. Cái này á là mình cắt ngang đây á. Có người ta không biết người ta biết á thì mình phải lấy cái rễ, người không biết á. Cắt ngang gì cái người ta nói rau muống nó lên. Dạ đúng rồi. Đó, bởi vì khổ lắm. Mấy tháng, mấy bao nhiêu ngày thì mới có rau muống trưởng thành để mà đem đi bán hay cô? Từ 18 tới 20 ngày. Dạ. Là phải xả xuống từ 18 tới 20 ngày là mình bán phải cho hết. Chứ để qua 21 ngày là bắt đầu 22 ngày là nó già. Mỗi 1 kg rau muống bây giờ là bao nhiêu tiền? 1 kg giờ mấy bả cân được 10.000 rồi. 10.000 rồi. Bữa hỏi mấy bả không cân. Một luống như thế này là được bao nhiêu ký cô? Này chắc có khoảng 30 kg á. Dạ. Hết trơn này một bịch hột này cỡ 30 kg. Dạ. Là cũng như xạ một bịch rau muống là lời trong đó là tầm chừng khoảng 170-180 ngàn vậy đó. Dạ. Là bán khoảng 4 ngày mới hết. Là lời được bao nhiêu? 140-180. À. 4 ngày mới hết. Nhưng mà cái thời gian thì gần 20 ngày tính ra bổ động thì một ngày chỉ có được 4-5 ngàn thu nhập được 4-5 nghìn thôi. Ừ. Đó, dưa leo bây giờ nó có nó... bẻ dưa leo bán không cô? Bán rồi, mai bán dưa leo đó. Chưa đó, mới dắt này chỉ dặn đi ra. Chưa có đi bẻ nữa đó. Nè đó. Con thấy anh một đồng cho con trái dưa leo ăn cắp nè. Thấy dưa leo ngon quá nè con. Bẻ dưa leo hay ngon chứ. Nhưng mà dưa leo này ăn được không? Có sạch sâu không? Không. Ăn được đúng không chú? Ừ, không có sạch đâu. Còn rau muống mình có sạch không cô? Không luôn. Có rẻ phân không? Là còn cũng như tôi giải trộn với thuốc nó không có độc là dạng như thuốc chị đun dừa á. Là tôi giải hồi rau hồi lúc nhỏ vậy đó. Nhỏ đang như đằng đó là tôi giải rồi. Là bỏ luôn cái nhổ luôn à, không có gãi nữa, không có xịt nữa, bởi lá ủ nè. À, phải xịt á, này rau muống người ta đẹp lắm. Cái này mình cũng không như xịt. Là rau muống sạch. Cái cọng nó không có được lớn. Còn những người mà vô phân thuốc á thì cái cọng nó sẽ lớn hơn. Ví dụ như á, cưng thấy như giờ này là chị xịt cũng được chứ không phải không. Mà mình làm gì mình cũng phải có cái tâm. Xịt không ai biết hết. Đi bán không ai biết, nhưng mà làm phải có cái tâm. Người ta ăn, người ta cũng như mình. Ta bị ngộ độc rồi tội nghiệp người ta thôi. Thà hơi xấu một chút nè bà con á, có tiếp được thì tiếp. Chứ hơi xấu chút vậy đó. Người ta biết là người ta mua của chị không à. Con thấy những người trồng rẫy người ta lên cái luống cao lắm á cô. Cái luống rau muống này người ta lên cao lắm. Ờ đẩy cao quá, ở đây nè, mình ở thôn quê này đẩy cao quá cái người ta chê. Cao quá cái nó hốc á. Cái luống rau này nè, cái clip này nè. Clip nó cao hả? Dạ dạ. Chợ kiểu như nước mà nếu mà nó không thoát được nó bị nước á. Ôi nước thì rau khó khăn rồi, thành thử đối với cô chú ở đây 500 ngàn là một điều gì đó. Nó cũng phải lao động gần cả 10 ngày trở lên, tại vì ngày có 80 ngàn à. 8 năm là 40. Mà thậm chí là còn phải chi tiêu lặt vặt này kia nữa. Tính đợt này bán rau lai gai tới 10 tây này lãnh lương. Lãnh lương của ông chi nhà nước phát ra đó đó. Dạ. Nhổ hết chỗ qua quận đi. Rồi đủ chưa? Rồi lui. Rồi đủ thì mình về ha. Rồi. Tại bây giờ chúng cũng gần mưa tới rồi cô bác anh chị.
cho cô bác. Đây này lãnh lương đặng chồng cho người ta lương. Thấy dưa leo rồi hử cô? Thấy dưa leo lớn quá kìa. Giao dền này. Một lát nữa hai chồng tôi ra tới Trần Vàng đội đèn đi hái nữa. Còn lần bên đó. Cái cành giao dền ngon quá. Này là dưa leo đúng không? Dưa leo. Có mấy trái bự này chắc không có hái nè. Đây nè, cái trái dưa leo nè. Trời ơi, nhìn ngon ghê không? Cái trái dưa leo nhìn đã ghê không? Trời ơi, thôi. Trời, mấy trái dưa leo nhìn phấn không nè, nhìn dễ thương ghê á. Mỗi khi hái xong là phải ôm gì? Được có 3 con à. 3 con, con thấy chú thả nè. Đi bên đại nè, kiếm cá với kim chi ăn hả chú? Dạ. Rồi đi đi, con đi đi. Thấy hai vợ chồng đi tình tứ ghê không? Ở đây cũng rau nhiều lắm ha, rau dền rồi cải ở đây mà mót lại ăn không cũng ngon luôn á. Ủa hôm nay không hái dưa leo hả cô? Không, đấy là mà chắc cỡ 4 giờ à, ổng đi ra ổng hái. 4 giờ khuya hả? Ổng đi vợ chấm đó rồi ổng hái luôn. À, đi hái sớm. Sáng mình hái còn mùi xương vậy đó, mình bán người ta mới nói mình heo dưa mới hái. Hái giờ sáng khô gan cái người ta nói mình để lọc. Đúng là phục vụ tận răng luôn ha. Rồi, nhiêu đó là đủ 3 kg không? Dư rồi. Dư hả? Là đất luôn ha, là dư ha? Không. Căn đất cho người ta luôn. Các anh em thì chia sẻ cái đoạn clip này, đây là một cái công việc hàng ngày của ông nội bà nội của bé Chi. Nên là nữ là đó, cái cảnh ở miền Tây nó cũng hữu tình lắm. Có sao đợt cái đợt cải này đỡ này ai được nè, chứ đợt đó là quá trời sâu rồi. Lũng lá là nó che rồi. Coi chừng mấy cái ống nước, bây giờ hệ thống tưới tiêu tự động hết à. Bỏ dép ở đây chân đây hả? Dạ. Có đôi của con à. Ảnh đôi dép anh mới mua anh sợ cũ. Đúng rồi. À, là con cho nó hư da chứ không cho hư dép. Rồi thôi mình về ha. Đâu? Của cô. Của cô hả? Cô. Nhà cô ở đấy hả? Nhà cô ở bán đó. Dạ. Nhà đó. Không ăn là giận hả cô? Nhà này nhà của chủ đất. Dạ. Con ăn nhiều quá có giận không? Giận luôn. Con kỹ cô rột ba bự, cô bẻ bự nè, bự là đuốc ở trên đó nè, cô leo xuống, cô bẻ xuống đây cô rột. Trời, nhiêu tuổi mà leo cây? Đó, vài thì cô nhiêu tuổi? Sa lầm. Sure. Sure là gì? Sure. Là sai. Sure là không chắc chắn, là chắc chắn. Chưa chắc. Ngồi ăn nè. Là nhiêu? Là nhiêu? Cô nhiêu? Cô 69. Thôi để đó mời ra thì trả tiền. Trời ơi vậy mà đẹp. Đẹp dữ trời, nhờ ăn bữa. Cô. Nhờ ăn bữa mà đẹp vậy đó hả? Ăn bữa. Con đi với con. Kìa mấy ổng ngồi vậy luôn rồi kìa. Ngồi dưới đây. Đây. Tụi con là bụi đời. Chú gì đó nè, ăn bữa nè chú ơi. Dạ. Yêu chú. Rồi ăn bữa nè mấy chú ơi. Mấy chú YouTube. Mấy chú ăn. Quay đói mấy chú ăn đi. Bây giờ vừa ăn vừa quay đi. Vừa ăn này ăn không. Mời đi cô mời. Ăn không có đói bụng đâu. Chú bữa ăn ngon mời bạn ăn nha. Là... Cảm ơn cô. Mời cô chú anh chị dùng bữa miền Tây ha. Thôi con lấy miếng nhỏ này thôi. Bữa miền Tây nè, cô chú anh chị. Bữa nhà làm, muối nhà đâm. Này kia bữa năm rồi hả sao cô? Bữa này bữa da xanh. Bữa gì? Bữa da xanh ruột hồng. Hả? Bữa năm rồi á. Bữa năm rồi cái thứ trắng mới năm rồi mà bị đó ăn năm rồi. Năm rồi. Cái này là bữa gì? Chú ăn nè hả chú? Bữa gì bà năm? Trời ngon chứ hả? Bữa da xanh. Ngọt quá. Ngọt ghê luôn. Bữa da xanh. Bữa da xanh hả? Trời tính tiền không cô? Không ăn nổi bà nội. Tính tiền không? Tính chứ. Lát nữa mấy chú mỗi nửa chưa 100% hết trơn luôn. Trời ơi. Không đưa 100 là đánh 5 gôi. Cô nói chuyện cho vui với mấy cháu tại là lạ mới gặp rồi nói chuyện cho vui chút mà. Dạ đó. Chiều bà đi bữa 5 gôi là anh Đồng biết sao gọi là bữa 5 gôi không? Tao không có mà chờ mày tao đi sớm sáng chưa giờ rồi. Trời. Là có ông kia ông trồng bưởi. Ông trồng bưởi sao có đâu ông để lên bàn thờ ông chưng cái con ông nói thằng nào mà ăn chú này trước rồi với tao đánh năm gôi cái kia ăn luôn bị năm gôi hàng bữa năm gôi tại bưởi ngon quá. Tao cũng này chú này với chú bà năm mày đã ra tới cả mấy tiếng hồi rồi. Cả gì hết thì bà nói rồi. Không có ăn thua gì đâu. Chết có gì đâu, con bẻ để khách mà của bà năm như của con có sao đâu. Mà nói chứ có điện thoại à. Bẻ phải điện bà chứ. Tao có sao bẻ phải xin chứ.
cái máy của bà Năm hư rồi, rồi tao mới làm mua máy khác tao sang sim qua. Ngon lành luôn rồi còn gì không? Nó nhảy mày chứ. Ngọt quá. Mấy ngày nay bị cảm ăn bưởi hết cảm luôn. À, phát hiện thì nội Kim Chi là ngày xưa là đi theo đoàn cải lương và theo đoàn cải lương Tây Đô á, thì chắc có lẽ là nội Kim Chi sẽ hát tặng cho cô bác quý anh chị trên cái cảnh sông nước miền Tây như thế này, thấy nó cũng hay hay. Ừ. Con mời nội ha. À, để coi nhớ bài hát rồi quên nữa rồi đó. Thôi ca cái bản Lan và Điệp đi ha. Dạ. Bản này quen. Hồi đó tôi cũng có đóng cái tuồng đó, mà trong cái gánh hát ấy, chứ không phải lên sân khấu gì người ta đâu. Dạ. Rồi bắt đầu ha. Dạ. Rồi lục bình. Thả cái đi chứ còn nó còn cái gì trên nhà. Rồi. Điệp ơi mai lên chốn thành đô nhà sẽ rực rỡ. Xin anh đừng quên bến đò em con sông nhỏ chốn quê xưa em dò dò mong chờ. Xin đừng quên người yêu bé nhỏ thật thà. Chốn đô thành đầy xe qua cam dỗ, xin Điệp đừng đáy lòng xa ngã bê tha. Đây chút tiền mọn từ lão em dành dùm, cháu anh làm lỗ phí đường xa. Mai mốt đây danh phận gỡ gàng, xin chớ phụ hoàng tình xưa duyên cũ. Giờ già hết hơi. Hay quá. Trời đó ơi, dài lắm ạ. Tiếp cơ. Được rồi. Tiếp một câu nào vắn vắn đi cô. Hả? Vắn vắn hả? Dạ. Thôi để tôi ca lý cháo thử hay nha. Dạ. Trong trong lên ánh sao bắt đầu soi đường con đi. Gian khổ nào nảy chi, mang trong tim dòng máu quật cường. Sông nước ra chiến trường. Nó mệt quá trời quá đất. Ca sĩ hết hơi rồi. Dạ, đang ngọt một phần là tâm lý nữa. À, khi mà thấy mấy cái máy mà chỉa vô như thế này thì nó không có được cái làn hơi tốt được nữa. Vừa chú vừa chèo thì cô lại sẵn tiện nó lật mấy cái lá úa của rau muống á, để tranh thủ vừa về đến nhà là sẽ hết cái phần lá úa luôn. Còn vài trăm cháo nữa. Bây giờ hồi đó luyện dữ lắm nha, chứ bây giờ hồi còn thở đi cắt lúa cũng đi karaoke đồ với bạn đồ, đi đám đi tiệc rồi đi đám cưới đồ cũng lên ca, mà xong ca với mấy anh ở trển này như là chợ mới nè. Dạ. Còn mấy bạn mà Lý Chim Nguyên đồ, trời ơi ca dữ dội lắm, mà giờ mà biết rồi cái làm như là nó hết hơi hết hám vậy chứ. Hồi đó có xong ca với chú không cô? Hả? Hồi đó có xong ca với chú không? Có, hai chồng tôi làm hoài ha, đi đám cũng hai vợ chồng tôi làm hoài rồi đó, là đi hai vợ chồng. À, đi xong ca luôn. Xong luôn, hai chồng ảnh ca là tính ra là ảnh ca cũng như là làm thử thuốc đó anh. Vậy là chú có thể tặng cho mấy anh em con đội rồi không chú? Anh Tấn càng quan đó. Anh Tấn Minh Cảnh đâu không có lấy hơi nào. Anh Tấn luôn hả? Lấy câu của Thanh Tuấn rồi chú. Ừ. Làm câu coi. À, mà Võ Đồng Sơ đi. Câu đây, câu đi chú ơi. Còn mấy bà ghe chiếc Cà Mau nên mình đang đi trên sông nè chú. Ghe chiếc Cà Mau nhớ không? Ảnh là thuộc lòng không à, ảnh không có biết chữ. Thôi bây giờ cũng trời mưa này, tranh thủ mình về đi, rồi có gì chú sẽ ca tặng cô bác anh chị sau ha. Chứ bây giờ rất là trời rất là chuyển âm u đằng sau nè. Mưa tới rồi đó cô bác anh chị. Thôi mấy nay mình về ha.
tranh thủ mình giặt ra để cho bơi nhanh nhanh tí xíu.